Chiều 24 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An nhân dịp bà Sang dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia thời gian gần đây, nhất là việc hai bên đã nỗ lực duy trì tiếp xúc trao đổi cấp cao thường xuyên. Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Samdech Techo Hun Sen dưới sự chủ trì của hai thủ tướng ngày 20 tháng 6 vừa qua tại khu vực biên giới tỉnh Bình Phước và tỉnh Tơ Bông Khmum. Nhấn mạnh sự kiện quan trọng và rất ý nghĩa này cùng với lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ngày 24 tháng 6 tại Hà Nội, góp phần thiết thực nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước đối với việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai dân tộc. Phó Thủ tướng Men Sam An đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn thử thách để có được mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện như ngày nay. Trân trọng bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc đối với tình đoàn kết, sự hỗ trợ to lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng trước đây, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Bà Phó Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Thủ tướng Men Sam An với tình cảm gắn bó tốt đẹp dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực, đồng thời tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn, kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Campuchia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của sở tại và góp phần thắt chặt hơn nữa sự gắn kết giữa hai nước.